Eo ơi các bạn ơi Cuối năm có khác shop bên em toàn làm những sai đại Những mẫu lan to và cao 3 đến 4 tầng thôi nhá Đây là mẫu lan mà các bạn đang nhìn thấy đây là cũng là mẫu lan 3 tầng nhưng mà cắm vào bình cao Bình hoa này thì cao 1m2 à, Chị khách này thì bảo là không 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 để lên đô lên lên kệ mà để giữa sàn nhà Cho nên là chị bảo là không cần cao lắm Chỉ cần cao tầm 1m2 là được Cho nên mình sẽ cắm vào cái chậu dáng ly này là cao một mét hai là chỉ để giữa nền nhà này là cao đây là vừa đấy cuối năm bên mình á bận rộn lắm toàn là những thành làm những mẫu thành phẩm đặt hàng theo yêu cầu khách thôi khách cứ đang gửi mẫu cho mình và sau đấy là mình sẽ nhìn mẫu mình làm theo thôi cứ làm xong gọi video khách chốt ok thì mình mới gửi hàng cho nên các bạn đặt hàng bên mình yên tâm nhá đấy cứ nhìn uh, những cái mẫu hoa bên mình những cái video mình đã lên rồi thì các bạn <laughs> ok chứ đúng không ạ Mẫu này là mẫu 3 tầng nhưng mà màu vàng cả có điểm nhấn chỉ là nhị màu đỏ thôi. Chị này bảo là em cứ làm màu vàng nhị đỏ, có điểm nhấn là được rồi, chị không thích nhiều màu. Đấy mỗi khách mỗi 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 tính, bên em là khách nào em cũng chiều được. <laughs> Đấy, bên mình video rất là nhiều rồi và mẫu hoa lên rất là nhiều rồi cho nên là mình không nói nhiều uh, uh, dài dòng nữa đấy nếu như các bạn thích mẫu hoa này á thì cứ inbox cho mình uh, muốn đặt nguyên liệu hay thành phẩm đều được nếu đặt nguyên liệu thì bên mình sẽ gửi nguyên liệu kèm theo một bông mẫu về các bạn làm theo muốn đặt thành phẩm thì cứ gửi mẫu và inbox trực tiếp cho mình mình sẽ nhận làm theo mẫu còn uh, không thì các bạn mà muốn đặt cành hoa thành phẩm rồi về bàn tự lên bình cũng được nhá và các bạn đừng quên nhớ đăng ký và follow kênh của mình để xem những video tiếp theo nhé những video sau có rất là nhiều mẫu hoa mới ra các bạn nhé bye